một câu hỏi của bạn nữa là chào chương trình cho em hỏi em nghe nói là việc mở kinh phật có thể giúp tâm con người tịnh tâm hơn em mới sinh em bé <laughs> à mới sinh em bé mở kinh phật thấy bé dễ chịu và ngủ ngoan hơn nhưng cho bé tiếp xúc sớm với kinh phật em lại sợ cháu sau này cháu cũng đòi xuất ra thì buồn lắm vậy em nên làm thế nào cảm ơn chương trình <laughs> Đây là câu hỏi của bạn cũng rất là thú vị Đấy, Nhiều cái cha mẹ cũng có suy nghĩ Khi mà con đến nhiều người đến đây này bảo Cháu tôi còn bé không biết là đến đây sợ nó bị nhiễm rồi nó xuất ra nữa thì buồn lắm Thì đây cái câu của bạn thế này này Có lẽ là có khi bạn 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 bạn, bạn dùng khái niệm nó chưa được chính xác bạn nói là mở kinh phật thì cái kinh phật mở ra như quyển sách dưới đây Đấy, ví dụ như kinh là pháp bảo đàn kinh đây mở ra thì có làm sao nhưng có lẽ là bạn nói là đây là mở băng mở băng nghe kinh thì đúng hơn có lẽ là bạn bạn nói thế tức là mở cái băng để nghe kinh Phật vì em bé thì sao biết sẽ chữ đâu cho nên là mở cái băng nghe kinh Phật tụng kinh thì em bé nó thấy dễ chịu à, thì à, hoặc người khác cũng thấy dễ chịu thì cái đấy là tốt bởi vì sao là kinh của nhà Phật hoặc cách những người người ta tụng kinh trong quá trình kinh thì cái tâm của ta cũng à, về cái giọng nói cho đến âm thanh đến rồi các cái à, à, chuông mõ để nó tạo thành những cái âm hưởng nó từ bi thanh bình cũng đã làm cho con người ta dịu êm tất cả những nỗi buồn phiền rồi đều rất tốt thì em bé mới đẻ của bạn mà nghe được những cái kinh phật như vậy nó ngủ ngoan thì càng tốt dễ chịu ngủ ngoan càng càng tốt nhưng chúng ta có người chưa hiểu được sợ con em mình sau này nó lớn lên nó đi vào và nó đi tu cái đấy người không biết thì cho là buồn nhưng những người hiểu đạo thì đấy là cái phước báo của gia đình bạn không chỉ phước báo cho cái đứa trẻ đó mà phước báo cho cả gia đình bạn vì sao chúng ta nên nhớ ngày xưa thì vua tịnh phạn sau khi à, sinh thái tử à, tất cả đa đấy thái tử mới sinh ra thế thì những cái vị à, chiêm tinh học và đến để xem à, bói quẻ xem là cái cuộc đời của chú, của thái tử sau này như thế nào thì họ nói rằng sau này thái tử sẽ trở thành một nhà tu hành rất là xuất sắc thế thì vua muốn có một người kế vị ngai vàng vô thị phạm muốn người kế vị ngài vào cho nên không muốn cho thái tử sau này xuất ra mà khi tại sao xuất ra là khi nếu như thái tử lớn lên thấy được cuộc đời khổ đau già sinh não bệnh tử thấy được cuộc đời khổ đau như vậy thấy người bệnh tật thấy được sự đau khổ thì ngài sẽ xuất ra đi tu cho nên là không cho thái tử tiếp xúc với những người già cả ốm đau bệnh tật không có cho nên là xây vậy thì những người đang già cả ốm đau thì sao thì vua hạ lệnh cho xây hẳn một cái thành trì khác nhưng dồn tất cả những người ốm đau bệnh tật già cả ra khỏi à, cái ừ, thành giá vệ và cho sang một cái thành trì khác để cho đức phật lớn lên cho nhung lụa sung sướng lắm đi đâu cũng chỉ thấy sung sướng rồi là chơi bời gieo hò thậm chí xây cả à, cái à, cái những cái viện ăn chơi cho kỹ nữ nhảy múa nhảy hát hát ca suốt ngày trong dục lạc để cho đức phật quên đi nhưng rồi nhân duyên sau này cũng không ngăn cản được rồi đức phật lớn lên cũng sẽ có một lúc chứng kiến ra khỏi thành và chứng kiến đi vào trong cái thành xá vệ à, khỏi thành xá vệ đi đi đến một cái thành thấy chứng kiến được cái người già đau khổ chứng kiến được những người chết thì lúc ấy ngài bắt đầu lại đi tu thì cha mình cấm thì đêm hôm ngày, ngày vượt cùng với lại một con ngựa với một người với lại anh hầu nó xa nặc đi vượt à, trốn đi để đi tu như vậy nếu như người ta đã có căn tu hành ngăn cũng không được đâu mà lúc đầu vua cha buồn khủng khiếp luôn không có người kế vị nhưng sau này khi Đức Phật giác ngộ quay trở lại là trợ à, à, duyên cho hoàng hậu để cho vợ mình cho con mình cho nhà vua được giác ngộ thì đấy lại là một cái nhân duyên rất lớn cho dòng họ của nhà vua cho nên là nếu như con của bạn mà sau này là người xuất gia à, là trở thành chánh tăng thì đáng nên mừng mừng cho cái người đó là trong kiếp này người ta tu để người ta thoát khỏi cái luân hồi và khi trong một dòng họ nên nhớ là trong một dòng họ có một người mà đi tu chân chính thì đấy là cái phước báo của dòng họ đó. Tôi nhấn mạnh là chỉ có người đi tu chân chính thôi nhá. Chứ còn nếu như mà có một người đi tu mà trở thành phàm tăng thì làm gieo thêm cả cái tội cho cái dòng họ đó. Cũng giống như cái dòng họ mình có nuôi dưỡng một người đi làm đồ giả vậy để làm hại người vậy. Ví dụ như là làm buôn bán đồ giả này, rồi buôn bán thuốc phiện này, rồi cái chất kịch độc này, rồi lại là làm ví dụ như hoa quả hiện nay lại mua cho chất độc vào để cho nó tươi lâu hơn để bán cho mọi người này, hay chất kích thích và thức ăn thức uống này làm đồ giả thì cái tội của những người à, làm đồ giả ấy một phần và tội luôn cho cả gia quyến của mình, dòng tộc của mình. Vậy thì nếu như chúng ta có con em mà cho đi làm tăng nhưng mà tăng là phàm tăng. Vào chùa phá giới à, là giảng sai kinh Phật. và Làm cho mọi người hiểu sai về đạo Phật. Thì không những cái phàm tăng đó, gánh nghiệp. Mà kể cả dòng họ đấy. Là nuôi đứng, tòng phạm, nuôi dưỡng những cái kẻ xấu như vậy. Thì dòng họ đấy cũng bị tổn phước. Cho nên nếu con bạn mà được nghe kinh nhà Phật. Mà nó vui mừng, ở, nó ngủ ngon thì đấy là cái phước báo của nó không có gì phải lo sợ lớn lên nó có à, đi tu hay không đi tu dù không đi tu thì nhưng mà chắc chắn nó sẽ gần gũi với đạo Phật hơn đấy, ngay từ bé khi nghe kinh Phật nó thích tức là nhân duyên của đứa bé đấy từ kiếp trước đã có nhân duyên với Phật thì bạn cứ à, hãy hoan hỉ và tiếp tục cho nó nghe và định hướng cho nó lớn lên nó đi tu hành càng hoan à, hỉ càng phấn khởi vì có một cái nhân duyên tốt không những cho con mình mà cho cả cái dòng họ mình cảm ơn bạn